Đức Thánh Thượng. Hãy bác thọ sạc ánh đất hoa. Hãy bác mẹ gọi thích cả ở đất phòng. Để khác gọi mẹ. Sá phổ sá đô kinh nha phô kết thúc kìa. Anh mất đồng này thức kỳ bình nha sông hồ bè nơ kinh nha tâm hồ khổ. Sô chắc bè, mẹ bác thọ sạc ánh đất hoa. Đi bà, thì đô có gì? Đi có dễ thường bé. X, Y, Z. Apo. Common misconception din po yan. Z, it's not Z, it's Z. So, busting sound. Pati rin po yung H, ha? Hindi po H. H. Letter H, hindi letter H. Apo, H. May nalaririnig pa kasi ako hanggang ngayon na ano yun, letter H. Means na that, pero H po talaga yun. Sa mga bata. Halimbawa, for today, ito yung
lesson natin. Ipapasulat mo siya sa sa paper. Kasi mas maganda kung pinagsasabay mo yung nakikita nila tapos yung sinusulat nila. Pag rin nila produce, mas nasatandaan. Iyo po. Dahil ito po sa rato yung iniinuan mo.